5 lưu ý cần chuẩn bị trước khi bạn sang Lào. Ở Luang Prabang, đa phần người ta tiêu tiền bằng tiền kíp và ít khi chấp nhận tiền Việt. Đổi tiền ở ngay cửa khẩu. Đợt mình đi là 1.500 tiền Việt đổi được 1.000 kíp Lào. Thứ hai, cần phải chuẩn bị mạng Internet để vào mạng. Chúng ta có thể roaming hoặc có thể mua luôn SIM Unitel tại Lào. SIM có giá là 10.000, nạp thêm khoảng 20.000 kíp nữa là 30.000 kíp là có thể tha hồ dùng mạng rồi. Thứ ba là chuẩn bị đầy đủ quần áo dài tay, mũ, nón, ô và thậm chí cả kem chống nắng. Bởi vì lúc này đang là mùa hè, ở Luang Prabang khá là nóng, nhiệt độ cao và ánh nắng hấp hơi dễ làm cho chúng ta bị cháy nắng hoặc là say nắng. Thứ ba là mang theo sẵn thuốc dạ dày, thuốc đau bụng. Vì thức ăn ở đây khá là cay, có thể sẽ không phù hợp và gây kích ứng dạ dày với một số người. Ngoài ra nên mang theo mì tôm và một số đồ ăn sẵn, đồ ăn nhanh, đề phòng trường hợp bạn không phù hợp với thức ăn tại đây. Và cuối cùng là ngôn ngữ, chúng ta cần phải cài sẵn Google dịch ở trong máy và học thêm cả vài câu sẵn Lào bằng tiếng Lào nữa. Sếp tên là sếp. Và có lẽ cái điều quan trọng nhất cần phải học là học số đếm. Bởi vì kiểu gì chúng ta cũng phải tiêu đến tiền. Số đếm là vô cùng quan trọng để giao tiếp và mặc cả. Không, ngọt.